Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cách bổ dưa hình trái tim nhé, mà đơn giản đẹp mà ngon, chúng ta có thể hiện tình cảm với gia đình ạ. Đây là một quả dưa và khi mình mua thì các bạn nên chọn quả dài thuôn nhé, để mình bổ hình trái tim nó sẽ đẹp ạ. Và mình hướng dẫn các bạn cách chọn dưa để dưa ngon nhé. Thì dưa cái vỏ này nó sẽ vần như thế này, là dưa rất già rồi, và cái cuống này thì còn cuống nhé, không bị héo quá, và còn dây cuống, nếu mà dây cuống còn đứt rồi dưa để lâu ạ. Và cái đít này, cái dưa này các bạn xem cái nụ ấy này, hoa này nó ra nó rụng ấy, rụng rốn ấy, nó bé, thế tức là dưa này là dưa già. Nếu mà cái rốn của nó càng to thì là dưa non nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bổ cái phần dưa này. Để bổ hình trái tim mình sẽ đặt lên trên cái thớt cho nó dễ làm các bạn nhé. Đấy ạ. Các bạn sẽ bổ chéo cho mình. Như thông thường thì chúng ta làm, một là bổ ngang như này, hai là bổ dọc như thế này. Nhưng vì mình bổ hình trái tim mình sẽ cắt chéo nhé. Đấy, các bạn sẽ cắt chéo quả dưa ra cho mình. Rất là ngon luôn, đỏ ngon đẹp tươi luôn. Khi thời tiết nóng lực này thì các bạn ăn dưa ấy, nó vừa mát vừa tốt nhá. Và để bổ trái tim thì bây giờ mình sẽ bổ quả dưa này với một da trên là đôi da. Để ghép hình trái tim các bạn chỉ cần quay hai cái miếng dưa này vào làm một là mình đã có hình trái tim nhé. Nếu mà mình để cả quả dưa như thế này ấy, nếu mình mà để cả quả dưa như thế này vào đĩa thì sẽ không ăn được, thì các bạn sẽ cắt cho mình ra, mình sẽ chia ra làm nhiều hình trái tim ra. Các bạn úp nó dưa xuống và mình chia ra nhé. Như thế này nữa thì cũng được, mà không có thì mình sẽ lấy cái miếng kia nhé, cho nó to. Như ngày sinh nhật chúng ta có thể bổ sinh nhật các con hoặc người thân trong gia đình, hoặc ông xã, chúng ta có thể bổ như thế này là có hình trái tim rồi. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một hình trái tim ạ. Để chỉnh sửa nhé, các bạn muốn cho trái tim nó đẹp ấy thì chúng ta có thể cắt bớt cái phần đầu này đi, hai bên đều cắt nhé. Mình đã được một hình trái tim rồi. Và cái trái tim này thì các bạn sẽ cắt ra thành từng miếng để khi chúng ta ăn nó sẽ dễ ăn, dễ cầm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bổ ngang một miếng nữa các bạn nhé, để khi cầm ấy nó dễ cầm hơn. Quay ra, mình sẽ cắt như này nhé.
mình đã được đĩa dưa hình trái tim rồi. Đây các bạn, như vậy là mình đã được hình trái tim nữa rồi nhé. Với miếng kia, nửa quả kia nữa, các bạn cũng cắt được ra hình trái tim như vậy ạ. Và cái phần dưa này thì mình không cắt. Đây ạ, cũng vẫn ra hình trái tim, nhưng mà khi mình ăn như thế này thì nó ít quá ấy. Thì các bạn có thể bỏ ra. Đấy, cách chọn dưa và các bạn bổ dưa hình trái tim như vậy. Chúc các bạn có thể chọn những quả dưa ngon cho gia đình nhà mình ăn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé, để xem những video mới nhất của mình ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được đĩa dưa hình trái tim nhé, cho gia đình nhà mình. Các bạn có thể làm những đĩa dưa như thế này nhé. Cái đĩa này cũng thế ạ. Mình có thể cầm như thế này, vẫn có cái phần cùi để các bạn cầm lên để thưởng thức nhé. Đây, đây ạ, những phần cùi dưa dễ cầm luôn chứ không phải là khó. Và những bữa tiệc ngày Valentin hay là kỷ niệm ngày cưới, chúng ta cũng có thể làm những đĩa dưa như thế này nhé, thể hiện tình cảm mình với người thân, với người mình muốn thể hiện tình cảm đấy ạ.